U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Ấn Độ trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên tại bảng D vòng chung kết giải vô địch U17 châu Á 2023. Trận đấu này diễn ra lúc 19 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2023. Trước đó vào tối ngày 15 tháng 6, đội tuyển U17 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Thái Lan nhằm chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển U17 Ấn Độ tại bảng D. So với U-17 Nhật Bản và U-17 Uzbekistan thì đội tuyển U-17 Ấn Độ được xem là đối thủ vừa sức với đội tuyển U-17 Việt Nam, do đó chúng ta quyết giành chiến thắng. Trong ngày đầu tiên do phải đáp chuyến bay từ sáng sớm qua Thái Lan nên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã cho các học trò tập gym và bơi thả lỏng trong khuôn viên khách sạn Rama Garden Bangkok. Trong ngày 15 tháng 6, sau buổi sáng nghỉ ngơi và họp đội, vào lúc 20 giờ, đội tuyển U-17 Việt Nam đã buổi tập ở sân phụ địa điểm rất gần với sân Thammasa. Nơi sẽ diễn ra các trận đấu ở vòng bảng, mặt sân đẹp cùng với sự tập trung cao độ nên buổi tập của đội tuyển U17 Việt Nam diễn ra chất lượng. Ở buổi tập đầu tiên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã cho các cầu thủ đội tuyển U17 Việt Nam thực hiện những bài tập phòng ngự, kiểm soát bóng gần cầu môn nhằm kéo giãn đối thủ hoặc các tình huống tấn công. Đã có những sự bỡ ngỡ nhất định từ cầu thủ khi được yêu cầu chơi bóng ít chạm, tốc độ cao. Nhà cầm quân người Khánh Hòa cũng đã phải dừng trận đấu để chỉnh sửa cho các học trò của mình. Tuy nhiên, sau đó các tuyển thủ trẻ đã thực hiện rất tốt và điều này khiến ban huấn luyện rất hài lòng. Trao đổi với báo giới về sự chuẩn bị cũng như chuyện ăn ở, sinh hoạt của đội tuyển U17 Việt Nam tại Thái Lan, trường đoàn đội tuyển U17 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á cho biết, lần đầu tiên tôi được tham dự và giữ cương vị trường đoàn, tôi cảm thấy tinh thần, trạng thái tâm lý của các cầu thủ vô cùng thoải mái. Tôi nghĩ, tất cả đã sẵn sàng bước vào giải đấu. Còn về chuyện ăn ở, ngay từ khi đặt chân đến Thái Lan, Ban huấn luyện, bác sĩ có đi kiểm tra cơ sở vật chất, chuyện ăn uống. Rama Garden Bangkok có 8 đội lưu trú và cơ sở vật chất khá tốt. Bữa ăn đầu tiên do số muộn nên đồ ăn ít, cho nên chúng tôi có kiến nghị với ban tổ chức. Ngay buổi chiều, bữa ăn đã cải thiện rất tốt, có đủ dinh dưỡng. Trên cương vị trưởng đoàn, tôi cũng có những sự hỗ trợ để giúp các cầu thủ có thêm năng lượng, có được tinh thần thoải mái nhất trước khi bước vào trận đầu tiên. Theo sắp xếp của ban tổ chức, Đội tuyển U17 Việt Nam thi đấu cả 3 trận vòng bảng ở sân Thammasat. Việc đội tuyển U17 Việt Nam thi đấu cả 3 trận vòng bảng ở sân Thammasat giúp các cầu thủ quen sân và không mất thời gian di chuyển. Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ thi đấu trong 2 khung giờ, 17 giờ và 19 giờ. Đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có trận gia quân gặp đối thủ nhẹ ký nhất là đội tuyển U17 Ấn Độ vào 19 giờ ngày 17 tháng 6. Sau đó, đội sẽ lần lượt gặp đội tuyển U17 Nhật Bản lúc 17 giờ ngày 20 tháng 6 và đội tuyển U17 Uzbekistan lúc 19 giờ ngày 23 tháng 6. Tại vòng chung kết U17 châu Á năm nay, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội nhất nhì ở mỗi bảng sẽ vào tứ kết. Vòng tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày, 25 và 26 tháng 6. Vòng bán kết sẽ diễn ra ngày 29 tháng 6, còn trận chung kết sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 2 tháng 7 bốn đội vào bán kết sẽ giành vé dự U17 World Cup 2023 tại Peru vào tháng 10 tới đây. Toàn bộ giải đấu tại Thái Lan được phát sóng trực tiếp trên FPT Play. Trận đấu giữa đội tuyển U17 Việt Nam và đội tuyển U17 Ấn Độ diễn ra lúc 19h17 tháng 6 năm 2023. Các chuyên gia dự đoán U17 Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Bạn dự đoán gì về trận đấu này? Giữa đội tuyển U17 Việt Nam và đội tuyển U17 Ấn Độ theo bạn đội tuyển nào sẽ có chiến thắng ở ngày ra quân? Tỷ số trận đấu giữa đội tuyển U17 Việt Nam và đội tuyển U17 Ấn Độ là bao nhiêu? Hãy chia sẻ nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn.